U17 Nhật Bản vô địch giải châu Á. Chiến thắng 3-0 trước U17 Hàn Quốc ở trận chung kết diễn ra tối mùng 2 tháng 7 giờ Hà Nội giúp đội bóng trẻ của đất nước mặt trời mọc lên đỉnh châu lục. U17 Hàn Quốc chơi không tệ trong giai đoạn đầu trận chung kết với Nhật Bản. Bất chấp việc U17 Nhật Bản được đánh giá cao hơn, Hàn Quốc vẫn cho thấy sự tự tin và quyết tâm khi thi đấu ngang ngửa đối thủ. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ ở phút 44 của Không Song Huyền tạo ra bước ngoặt. Pha truy cản trái phép của hậu vệ Hàn Quốc ngoài vùng cấm khiến anh nhận thẻ vàng thứ hai, đồng thời giúp U17 Nhật Bản ghi bàn từ tình huống cố định. Kako Nawata cụ thể hóa tình huống cố định kể trên bằng pha đá phạt với độ cong hoàn hảo, giúp U17 Nhật Bản mở tỷ số. Bàn thắng dẫn trước và ưu thế chơi hơn người giúp đội bóng trẻ đến từ đất nước mặt trời mọc làm chủ trận đấu. Đến phút 66, Kako Nawata hoàn tất cú đúp trong trận đồng thời giúp đội nhà nắm lợi thế cực lớn. Bước ngoặt khác của trận đấu còn đến ở cuối trận. Phút 84, thủ môn Nhật Bản phạm lỗi với tiền đạo Hàn Quốc trong vùng cấm, nhưng trọng tài điều khiển trận đấu không thổi phạt. Bằng quay chậm từ truyền hình sau đó cho thấy thủ môn Wataru Goto phạm lỗi rõ ràng với đối thủ. Tuy nhiên, vua áo đen điều khiển trận đấu người Thái Lan lại không thổi phạt. Trên khán đài, các cổ động viên Hàn Quốc giận dữ. Họ cho rằng đội bóng con cưng bị xử ép trong cả trận đấu. Những nỗ lực còn lại không thể giúp Hàn Quốc có bàn danh dự. Đã thế, U17 Nhật Bản còn có thêm bằng ấn định tỷ số 3-0 nhờ pha xử lý xuất sắc của Yutaka Michiwaki. Thắng lợi dễ dàng ở chung kết, U17 Nhật Bản bảo vệ thành công chức vô địch châu Á. Đây cũng là lần thứ 4 đội U17 Nhật Bản vô địch châu Á sau các năm 1994, 2006 và 2018. Kỷ lục của giải đấu. Các cầu thủ trẻ Samurai xanh thể hiện phong độ thuyết phục khi đè bẹp các đối thủ từ vòng bảng đến vòng knockout. Họ ghi tới 22 bàn sau 6 trận và chỉ 6 lần để thủng lưới. Trong khi đó, U17, Hàn Quốc không thể lần thứ 3 lên ngôi vô địch sau các năm 1986 và 2002.